Nhớ nha, cho Tâm biết ai là chủ nhân món quà này nha các bạn. Đắng hơn. Ui, cà chua luôn. Đắng. Trời, biết cây quỷ gì. Đắng nhét à. Không có để nhà mình được. Được. Đâu có... Anh đâu có được đắng chua. Ừ, đắng chua, chua cay. Chua, chua, đâu có được. Đó. Các bạn ơi, các bạn à. Cho thơ biểu diễn mình thơ đi. Các bạn có thấy là hôm nay 8 technicolor nó xuống cung. Giống như con phèo phẻo á. Phèo phẻo. Phèo phẻo. Chào các bạn. Bạn có thấy là 8 mới đi về nhà và 8 nhận được một cái hộp hàng. Gói hàng này là trong này nó có hai cái cây này. 8 mới lấy bỏ cái cây này vô trong đây nè. Là của Kevin ở trên Facebook có tặng cho 8 cái cây này, cái cây tầng dày mà giống như tầng dày lá để mà trồng để mà uống cho nó không có bị ho đó nè. Bà Linh bà bỏ vô cái chậu bông này nè, bà bỏ đỡ rồi xong rồi ngày mai mới mua cái chậu. Xong rồi 8 kế đến là 8 nhận được một cái thùng hàng. Cái thùng hồi nãy bự lắm, lấy ra đây nè, cái thùng kia bự, xong rồi trong cái thùng bự đó nó có một cái thùng nhỏ này. Đó, là cái này nè mà Tám không biết ai gửi cho Tám nữa. Ai gửi cho Tám cái này thì cho Tám biết nha. Tám không tìm, nó không có thấy cái địa chỉ của ai luôn á. Nè, cái này là Tám biết là cái đồ hút bụi. Cái đồ hút bụi mini. Nè. Linh lấy cái thùng đồ mà của ai tặng cho mình đó Linh. Đâu Linh? Đâu? Đây nè, cái gói hàng này nè, họ không biết của ai. Tám tìm không có thấy tên. Đây nha, các bạn, ai là chủ nhân của cái gói hàng này cho Tám biết nha. Tám mở ra nè, có một cái áo màu vàng dễ thương lắm. Nè, cái áo màu vàng dễ thương lắm nè, có cái dây cột trước cổ nè. Đó, cái này là không biết là tặng. Đâu rồi? Đây. Đây, của Linh đây. Của Linh là cái áo màu vàng. Ủa Linh, áo này dập mặt vừa không Linh? Mà Linh đâu rồi? Rồi. Cái này nè các bạn, có cái này nữa nè. Tặng hai cái này nè. Có một cái tấm thiệp nữa. Hai cái này nè. Đó, tặng hai cái lá bài xì dách nè. Một cái màu này, một cái màu này. Mới đi uống cà phê về với lại Thi á, con của ca sĩ Chế Linh á. Mới đi uống cà phê về cái thấy trời ơi quà quá trời luôn. Vừa không? Vừa hả? Ồ đúng rồi, nó cũng bự á. Áo dễ thương, màu vàng dễ thương quá ha. Bà thích không? Thích. Vừa, áo vừa dễ thương, đẹp quá trời nè, màu vàng. Còn áo của Tám nè. Ai là chủ nhân của những món quà này cho Tám biết nha. Đây nè, cột cái nơ ngay đây này dễ thương không, hai đứa màu vàng luôn. Đẹp mà Linh, đẹp đó. Rồi thiệp thanh kiêu, trong thiệp ghi thanh kiêu. Cảm ơn nha, không biết ai, không có ghi tên. Ừ, thiệt tình luôn á, sao Tấm biết ai. Ai đây là ai đây, không biết luôn nè. Nhìn trong này không có tên luôn, người gửi cũng có tên người gửi luôn á. Đó, rồi, còn cái máy hút bụi. Bà biết xài mình lên. Biết, bà không biết phải không? Tôi đâu có biết xài. Bấm nút thì nó sẽ hút. Trời hết rồi. Hết hồn. Ừ. Nó hết điện thì mình sạc nó thôi. Trời đất ơi. Hết cái này luôn à. Hay không?
Nó hút thử cái gì đây? Thôi nó... Thôi. Ồ, cái này hút cái xe ở trong xe, xe vậy à, đỡ ha. Không biết tên ai luôn. Thiệt tình luôn á. Coi nè, coi nè. Không có thấy tên trong cái hộp, cũng nhìn tìm nãy giờ tám với bà Tinh Linh tìm tên người gửi, không có thấy tên luôn. Nhớ nha, cho Tâm biết ai là chủ nhân món quà này nghe các bạn. Rồi bỏ vô lại nha. Bỏ vô lại đi. Ở trong này nó có cái này nữa nè bà Linh. U nó có cái bao. À, à bỏ cái đó vô trong cái à. Bao. Bỏ cái đó cho à, cái bao. Nó có cái bao để đựng đựng cái máy này vô nè. Nó có đồ nghề tùm lum nữa nè. Đồ nghề. À nó có cái đồ nghề, mấy cái này là để chi ta? Để hút mấy cái khe đó. À mấy cái khe hả, khe nhỏ. Ừ. Vậy mình phải bỏ hết vô đây ha. Ừ, cho nó gọn. Cái này cái gì đây? Sạc pin. Ủa, đồ sạc cái pin. Đế của cái máy. Bao này luôn ha. Ừ. Bỏ hết vô luôn. Rồi. Bỏ vô xe. Chừng nào xe. Bỏ luôn cái hộp này vô luôn, gấp lại. Bà bỏ vô trong cái bàn luôn. Làm sao? Bà lấy cái hộp giấy bỏ vô trong cái bao cất đi luôn. Làm sao? Bà kêu tôi bỏ cái này vô trong cái bao hả? Ừ. Sao được ba? Dạ. Trời ơi, mệt quá. Tôi tưởng mà lấy bà nói tôi bỏ cái này vô trong này. Nè, thì được mà tự nhiên tôi bỏ vô đây rồi bà kêu mà lấy cái hộp bỏ vô cái bao này sao vừa? Thì cất đi, cắt lấy kéo cắt nhỏ. Đồ bà rảnh quá, bà chọc tôi. Trời ơi, bà chọc rồi mình non, mình đứng mình suy nghĩ. Rồi bây giờ mình bỏ vô xe, mình để dành. Cảm ơn nha các bạn. Cảm ơn các bạn nào đã tặng cho ta. Còn gì nữa không ta? Bỏ vô xe rồi đã trong cốp. Nó bỏ trong cốp xe đó. Trời, cái cây chanh quá bà, sao trái nó rụng vậy? Sao? Nó này. Ủa ai hái chanh đỏ đây vậy? Tôi lượm ở dưới kia lên đó. Đứng ở dưới tôi bỏ lên đây chứ tôi. Ủa bà hả? Bà lượm mà bỏ lên đây hả? Ừ, thành ra tôi nói sao kỳ vậy, sao nó ai hái mà nó rụng xuống dưới. Nó rụng chứ. Mà sao cây ta cây cái cây chanh của bà, cây quỷ gì mà năm á thì cây tắc, năm thì cây chanh. Tôi nghĩ năm này cây cam rồi. Anh? Ủa anh mấy cái chanh này sao ở đâu đây đây vậy, dưới đây vậy? Nè, mấy trái chanh nè. Ở đâu dưới đây vậy? Nó rụng ở dưới gốc cây quá trời. Nè biết đâu, hôm qua có chị Khanh chỉ xin mấy trái về đi thử. Chị Khanh nè. Khanh vợ anh Minh á. À vậy hả? Cắt hôm qua hái. Ui, cắt hôm qua chị hái, chị để đây hả? Không, làm rớt dưới gốc cây, mấy tôi lượm lên. À, cái này là bà lượm lên hả? Thôi, mấy trái chín thôi. Chú ơi, lấy để lấy cái dao, để lấy cái dao. Coi chanh hay là cam? Nè, coi xem mà cái chanh gì mà kỳ như vậy. Thằng em ca sĩ gì nè. Chứ chanh gì mà cái trái giống chứ cam quá vậy. Để tôi lấy cái dao tôi cắt cái chanh nó tắt ăn nữa. Năm thì cây tắc, năm thì cây chanh, năm thì cây cam. Không hiểu, cây nó biến qua theo bà thơ. Ừ. Đâu, ăn thử cái cây này nó cũng ba lờ á bà ơi. Sao vậy? Ờ nó ba lờ chắc nó quên á. Năm này nó đẻ cái này, năm bây này giờ mình lấy một cái bây giờ mình lấy một cái chanh màu vàng với một cái chanh màu xanh mình ăn thử nha. Trời ơi có bả dục kìa. Một cái bả dục dưới đây, cái bả dục trên đó. Nhận nha. Thử ra cắt ra nha. Chua quá vậy. Đó chanh đó. Nếm thử rồi. Nếm đi. Nếm thử rồi nó là cái gì? À. Nó đắng không? Chua nhưng mà đắng không? Thử đi. Ủa chanh thì phải chua chứ mà. Đắng không? Đắng thì nó còn xanh. Ừ, có đắng. Có chua, chua thì có chua đó. Nhưng mà phải mùi chanh không? Chua. Chua mà chua ghê luôn á. Mà đắng thì đắng ghê luôn á.
và cắt cái trái. Mùi chanh, mùi chanh. Mùi chanh. Làm thử nước mắm em vô, làm thử chén nước mắm nó ăn coi. Thử cái này coi. Rồi, cái này chanh vàng nè. Nó chín chứ chanh vàng gì. Cắt tay anh bây giờ. Nè, đó, thử coi. Này đắng hơn á. Sao kỳ vậy? Đắng hơn. Chua thì cà chua luôn. Đắng. Trời không biết cây quỷ gì. Đắng nhét kìa. Đắng nhét. Nó từ ra tắt rồi mày ra. Đúng rồi. Cái hột á, nó đắng kiểu tắt á. Rồi. Em đi để dưới ta hỏi hoài à. Cây này cây gì cái em chị đi gì? Cây ba lờ đó vậy đó. Ta hỏi hỏi. Cái mùi cũng mùi tắt cái hột á. Đúng rồi. Nhưng mà sao đắng mà chua. Ờ nha. Kỳ cái em in cái giấy để cây ba lờ nó cắm với nó đó, giống cái, như hồi xưa kìa. Là mấy ông chủ tịch rồi đi thăm cây rồi kia đó. Ờ đó. Cây này cây cam thơ. Cái chị cây xinh cái trái và chắc vui đúng không? Vắt vô nước mắm là tiêu hư nước mắm luôn nha. Đắng quá. Không, nếu mà nước mắm á, là phải đường nhiều á. Nhưng mà đắng quá. Ừ. Hey. Đắng ngát là đắng cái lưỡi đắng luôn. Thiệt luôn á. À. Chua. Chua. Chua ơi là chua. Nhưng cây mà đắng cũng đắng được luôn. Bà nếm thử đi. Nếm rồi, đắng ngát à. Trời ơi, mình ăn xong cười quá gì ông. Ờ, sức ông là cũng cười dữ vậy. Biết. Thấy mình ăn chanh năm cười nè, mình lên. Quá, không biết là cái cây gì, cây ba lờ cái gì. Trời ơi, đắng. Ủa, ăn đến nỗi cái lưỡi mình nó bị. Cái tê 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 tê. Ờ, nó tê luôn á. Cây kỳ vậy. Kỳ á. Mà cái trái nó cũng kỳ cục. Thôi chắc đốn cái cây này đi. Ờ. Thôi để cho nó mát. Đắng để chua. Cho nó mát em ngồi đây. Cây đắng chua đó. À. Ở nhà mình đâu có được. Không có, cuộc đời phải có mấy món đó chứ, ngọt ở đâu ra hoài, ở đâu ra. Nhưng mà đắng chua như vậy mình đâu có để nhà mình được. Được. Đâu có để nhà mình được. Được. Anh đâu có được đắng chua. Ừ, đắng chua, chua cay. Chua, đâu có được. Đó, bây giờ em trồng thêm cây ớt nữa nè. Đắng đó. Cay. Ừ, đắng cay chua, đắng cay ngọt chua. Ngọt bùi. Ờ, còn ngọt bùi là chưa biết, cái ổi không biết sắp tới cái trái ra ngọt không. Không, cây này ngọt, cũng là mãng cầu ngọt. Đó. Cây kỳ á, ôi cắt cái cây này đi anh ơi. Có cây để mát. Để mát. Mát cái lưng anh, buổi trưa nó nóng. Chứ đẹp nữa. Biết cắt làm gì. Nhưng mà nó đắng, chua nó, ông có ăn được. Thì lấy bông mát. Đúng rồi. Người ta nghi ngang lại. À. Người ta nhìn, người ta nói ổng. Ủa sao ngồi qua đây hoài vậy? Ừ. Đâu làm gì đâu. Mỗi ngày ra đây ngồi thôi đó. Giao giữ nhà, giữ nhà. Giữ nhà. Ừ. Kỹ già. Kỹ già, giữ nhà. Chỗ sủa. Ngày được thơ cho ông đọc. Tháng 30. Em tính bán khẩu trang. Mua sữa cho anh uống. Mà bây giờ không được rồi anh. Khó quá, bỏ qua. Khó quá. Sáng nay em đi ship điên luôn á anh. Ủa cái gì mà nó mắc quá à? Mắc thì mắc chắc rồi đó. Nhưng mà nó không bự mình à. Nó bự, nó cồng cơm mà đúng mình rồi. Không có biết tiền shipping là bao nhiêu. Người mua 4 cái, người mua 6 cái, người mua 2 cái, người mua 3 cái. Không biết tính tiền shipping làm sao nữa luôn. Phải đem ra cho ông gì cũng cần. Cũng cần xong báo giá, cái gì em đem về. Phải báo giá cho khách. Đúng rồi. Thì mình mới ship. Có được. Còn cái chị kia ở Canada mua 6 hộp. 45 đồng tiền shipping. Trời đất ơi. Còn sao mua? Mà báo cho chị biết đó, chị nói là bên Canada khẩu trang mắc lắm. Đúng rồi. Giờ làm sao ship. Sắp cái công ty mà em đang bán giới thiệu giùm nè. Sắp về nguyên một container khẩu trang luôn. Một container luôn, có đủ màu luôn. Màu xanh nè, màu xám luôn. Không, mà phải có màu tím mới được. Không có màu tím. Màu tím mới đúng nhân quế. Duyên khẩu trang decibel mà. Sư bồ đâu, sư bồ. Cái màu tím là ông thủ tướng về quê ông thăm ông đeo màu tím. Giờ nó màu. Ủa có nè. Có luôn. Ờ đeo khẩu trang màu tím về quê là đeo màu tím vậy đó. Chà. Tính bán khẩu trang mua sữa cho anh mà thấy thôi. Em tuyên bố là em không bán khẩu trang nữa rồi. Đúng rồi, khó lắm. Không bán, có nhiều, đâu có lời được nhiều đâu. Có bán có hai cái khẩu, hai hộp khẩu trang. Ừ. Lời có 2 đồng mà cũng không được. Đồng anh chia em, đồng anh đồng, 1 đồng mà. Bà lấy trả tiền sát giá. Không có lời được bạc nào cả.
Sáng buồn ghê á. Hôm qua được một đồng mới vui hả? À, thiệt là buồn sáng giờ lần các bạn. Công ngồi quá. Đây với tốn cà phê rồi ngồi chật như chó hả? Chật xương mà có hai đồng mà không cho. Một ngày mấy ly cà phê. Thằng Don nó nói từng sao nó xuống nó nhuộm tóc cho anh á. Mà giờ tính lời 20 đồng cho nó mà đâu có lời gì đâu cho. Để lát anh vô cho anh 2 đồng ha. Công trình ngồi đây khách giao tới hàng. Giao hàng cho khách. Hỏi thăm rồi cười giả lả giả chạy khỏe rồi chứ trời, không có được đồng nữa. Thôi hết bán rồi. Bán có 1 ngày 1 à. Cho ổng bán 1 ngày 1 cho ổng biết da đá biết vàng với người ta. Cho biết bán khẩu trang làm sao. Anh ở nhà anh đưa cho người ta còn đỡ. Em phải đi giao ở bưu điện đó phải không? Gì đó. Đã không? Massage cho ổng nè. Đây. Rồi bye bye đi. Bye bye mọi người nha. Bye bye. Hẹn gặp lại mọi mừng người. Mừng quá hết bán khẩu trang. Hết bán khẩu trang rồi không bán nữa nha các bạn. Không, nếu mà mua khoảng 100 hộp hoặc 10 hộp trở lên thì công ty nó ship free. Rồi. Free shipping. Đúng mình rồi. Không có ship lẻ tẻ nữa. Đúng bán rồi. Gì mệt. Không có hồi tỏi. Bye bye anh. Bye bà Linh. Bye các bạn. Bye. Đây là Facebook và số điện thoại liên lạc của bà Tám Căn Thơ. Nếu các bạn nào có gì thắc mắc thì hãy liên lạc với Căn Thơ nhé. Rất hân hạnh được tiếp đón tất cả các bạn. Thank you. Bye bye.